mày nghe cái mỏ nó nói nè, đó. Có không để đâu không Dâm? Không thì để đâu không đi ra Sài Gòn. Ồ, thấy thường nữa chứ. Thấy thường ghê luôn á. Anh Vàng, anh Vàng. Hiểu luôn á. Trời ơi, mày bớt cái lại giùm tao cái Dung. Mày bớt hủ tiếu gõ rồi giờ. Bớt cái mỏ lại nha. Ủa, cái bánh gì ngộ? Cái bánh gì ngộ vậy? Cái bánh gì ngộ vậy? À, bên đây ăn rồi, tụi nó ăn lắm mà. Ủa, bên đây đi. Cái bánh gì ngộ? Bánh gì vậy? Bánh gì vậy? Trời ơi. Bánh con mèo con gì. Bánh nó dành cho con Ái đó. Nãy giờ nãy giờ con Ái chưa ăn. Ê, cho tao đi, cho tao hòn đi. Mày thấy tao không? Mày thấy tao không? Biết tao là ai không? Chị tiếp cho Hoàng coi rồi. Thôi mày đừng ăn nữa, vô mập mà vô. Ờ nó hôi. Trời ơi, thì là nó hôi lắm mấy bà ơi, tôi nghe cái mùi nó ói luôn á. Tôi nghe cái mùi tôi dậy ứng thì lạ đó. Mày không biết lái gì lộn với lè. Ăn một cái lộn với ra thì lè. Toàn này nó ăn như là đó. Tao mới xin được cái này tao chưa ăn nữa nè. Người yêu, người yêu.
ba trăm bữa đi chơi mà nói ba bữa trăm bữa không nói lại mình hả? Sắm á, giờ đó mặt con quỷ. Không, cái bỏ ai nói lại nhà hả? Cái bỏ nó quá trời à. Cái này nó nặng hơn. Thấy nó nặng hơn. Thấy đâu đâu cái này ngon nè. Làm hai gái thì ta bắt cỡ ngại ghê luôn á. Hoài nước này chưa có luôn hả? Sao ngầu lẻ thôi vậy á? Nãy giờ quên hỏi mấy em một vụ đi kiếm thì có phải chung rồi.
Thôi quyền cái villa đó anh. Mình đi Vũng Tàu mình mướn cái villa. Nghe mấy bạn kia nói tại mình nghĩ ra không đi nên vui không đi luôn không được. Đâu có đi chết luôn. Chứ có mà có đi vô. Đâu có đi xe ra đi chở luôn. Chứ là nó chở đi. Nó chở về cả. Nó suối thôi à. Không đi vui đi Mỹ mấy ngày một tháng không?